Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ một trang trại nuôi hươu sao Tiến Tài. Thì khu này là khu những con hươu giống ở trang trại. Một là sẽ đóng tách ra khi nó có nhu, hai là cũng có thể bán mọi người nhé. Đấy, khu cũng ít giống đấy, tập trung ở khu này. Thì hôm nay quay buổi sáng sớm nên là hơi tối một chút, nó hơi tối xíu đấy. Thì cũng làm video lên kênh YouTube để chia sẻ chút với mọi người, và cũng để giới thiệu về sản phẩm nhung hươu tươi của trang trại luôn. Thì anh chị, cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua hươu giống hoặc là nhung hươu nhé, thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này, hoặc là liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Trang trại là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Thì cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên là mọi người cứ add Zalo vào để trang trại tư vấn được chi tiết hơn. Đấy. Đây là cặp nhung này, cặp nhung siêu đẹp luôn, thì cũng chuẩn bị cắt cho mọi người. Cặp nhung này, con hươu này cho cặp này là khoảng 6 đến 7 lạng, nói chung là ít nhất phải 6,5 trở lên. Trên dưới 7 lạng đấy, cặp nhung rất là chất lượng. Trang trại này cung cấp nhung hươu thì mọi người cứ yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng nhé. Trang trại là đặt cái uy tín lên hàng đầu. Và cái sản phẩm nhung hươu tươi của trang trại này thì nó rất là chuẩn chất lượng, đúng 45 ngày là trang trại cắt. Kể cả hươu giống khi trang trại khi cung cấp ra cũng vậy. Hươu giống này trang trại có chọn lọc, khi phối giống có kiểu là chọn những con giống rất là tốt để phối giống để cho nhung năng suất cao nhất và đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho cái người nuôi. Hôm nay làm cái video cái chủ đề chính ấy, thì rất nhiều các anh chị gọi điện hỏi cho trang trại là nuôi hươu nó có dễ không, nuôi hươu có dễ hơn nuôi dê không, có hơn dễ hơn nuôi bò hay không. Thì hôm nay sớm nay thì tiện làm một cái video để cho mọi người, ai mà xem video này biết sơ qua về cái việc nuôi hươu này. Nuôi hươu thì nó cũng rất là dễ, nó rất là dễ mọi người. Đấy, nếu dễ, rất là dễ nếu chúng ta là biết tìm hiểu để nuôi. Đấy, biết những cái phương pháp nuôi thì nó hươu sao nó là còn dễ hơn cả nuôi dê đấy. Đấy, tại vì cái đồ ăn, thức ăn của nó là rất là dễ. Nó hoàn toàn là ăn tự nhiên, ăn cái thức ăn xanh là nhiều, tức là cỏ, dâu hoặc là tất cả các loại lá, củ quả là nó đều ăn, nó đều ăn cả, nên là rất là dễ. Và cái thức ăn tinh thì mình cũng cho phụ trợ thôi, không cho nhiều. Thức ăn tinh tức là bột cám gạo hay cám ngô ấy, chúng ta cho ăn phụ trợ thôi. Và khi cắt nhung như thế này thì thực chất là mọi người là cắt thì cũng nhìn qua một hai lần, hai ba người giữ là mọi người cũng thu hoạch được. Đấy, tuy nhiên là nói dễ thì nó cũng không phải là dễ hoàn toàn. Con hươu này thì nó rất là nhát người và nó cũng dễ mà nguy hiểm khi chúng ta cho ăn không đúng. Thức ăn xanh là lúc nào cũng phải sạch thôi. Nếu mà bẩn hoặc là ướt, để ướt ấy, thì con hươu này nó rất là dễ là bị đau bụng và bị phi đi bạn nhé, tức là chết ấy. Đấy, thì lưu ý cái vấn đề thức ăn thôi, lưu ý cái vấn đề về thức ăn. Và cái vấn đề nữa là cái khu chuồng trại. Đấy, khu chuồng trại cần phải kín đáo. Tại vì khi kể cả cho ăn thuần hóa như thế này rồi mà khi nó mà bật ra ngoài, nó mới chạy ra ngoài thì nó sẽ không biết đường về. Đây là một, cũng là một cái yếu điểm của cái con vật nuôi này. Chúng ta không thuần hóa được như những con khác mà đi biết đường nó quay về. Nên là chuồng trại là phải kín và tránh xa những cái khu mà hay có người đi qua lại. Đấy, con này nó hay giật mình đấy. Nó hay giật mình. Đấy, còn lại là những cái vấn đề khác thì mình nghĩ là rất đơn giản thôi. Đấy,
Tại vì sao là phải xây ra các khu vực mà ít người? Tại vì con hươu này mà khi mà nó đang cho nhung chẳng hạn, mà gặp người lạ mà vào đột xuất nó giật mình là nó hay kiểu lao đầu vào tường ấy, thậm chí là đã có những cái con là nhảy lên lao đầu vào tường và tự chết, tự gãy chân rồi, rất là nhiều. Đấy. Thì cái vấn đề chọn giống thì cũng lưu ý cho cái vấn đề chọn giống, thì khi mà cái nơi cung cấp giống như trang trại mình thì trang trại nhung hươu sao tín tài thì cung cấp giống ra để chọn trước cho mọi người, chọn những con chất lượng rất là tốt. Đấy. Và khai thác nhung hươu thì thường là mỗi một năm một con hươu này nó cho được một cặp nhung mọi người nhé, con nào tốt thì cho hai cặp nhưng thường thường là một cặp thôi. Đấy, cặp thứ hai nó cũng không đáng kể. Thì cái hươu sao này thì cái nhung của nó rất là được ưa chuộng, rất là được ưa chuộng. Cái thức ăn xanh của nó thì chủ yếu là các loại cỏ, ngoài ra có thể dùng các loại lá như là lá mía này, lá cây cỏ có mủ, cà rốt hay là lá mít, ổi. Cũng có thể dùng bèo để làm thức ăn xanh cho hươu, và cũng có thể sử dụng các loại thức ăn từ phế phẩm nông nghiệp như là thân lá của các cây đậu nành, đậu phộng, lá chuối, phơi khô để dành cho hươu ăn khi thức ăn thiếu thức ăn xanh. Và cái thức ăn xanh cỏ dạ cái kiểu thì mọi người cũng có thể là phơi khô nhé, phơi khô để cho con hươu này nó ăn được, dự trữ vào những cái mùa mà nó ít cỏ. Đấy, rất rất là dễ thôi, rất là dễ, không không có gì khó cả. Thường ví dụ như mà cái vấn đề mà chăm sóc về chuồng trại thì nếu mà chuồng ấy cẩn thận hơn thì chúng ta lại cần rải một cái lớp chấu hoặc là cái lớp rơm rạ xuống nền chuồng để nền chuồng luôn khô ráo sạch sẽ. Đây mọi người, ở trên cái bề mặt đây thì trang trại cũng có chấu đấy, có chấu là để đây là nó tại vì cái phân của con hươu này nó rất là ít thôi và nó không hôi lắm. Vì vậy là cái phân này cứ để vào trong một thời gian là dọn, là cái phân này dùng để đi bón các cây hoặc là những cây trồng hoặc là mùa màng trồng cái gì, cái này dùng phân bón rất là hiệu quả luôn. Cái phân bón của hươu tận dụng rất là hiệu quả. Nên thường xuyên tắm rửa cho hươu. Trước khi tắm rửa thì phải vuốt ve để hươu làm quen, nó đỡ nhút nhát nữa. Phải tắm từ đầu ra thân sau và xuống chân, tắm trong khoảng 5 đến 10 phút thôi nhé. Cái vấn đề mà đấy là vệ sinh ấy. Nếu phát hiện có ký sinh trùng trên cái thân hươu thì phải bắt diệt liên tục. Đấy, dùng hoặc là dùng cái nói chung là mọi biện pháp, nó có những loại thuốc sát trùng để khử những cái con ký sinh ấy. Chúng ta dùng tắm nhá. Cái này ở bên thuốc thú y thì người ta sẽ cung cấp. Ví dụ như con hươu này thì nó cũng đã xuất hiện mấy cái con như kiểu là ve chó các kiểu ấy, thì cũng phải để ý để tiêu diệt những cái con đấy, con nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Về mặt cơ bản thì video hôm nay chia sẻ mọi người thôi, mới sáng mới đang còn sớm, chia sẻ mọi người biết là cái cách nuôi hươu nó rất là đơn giản, cái việc nuôi hươu nó không không quá là khó. Đây cặp nhung mọi người, cặp nhung rất là chất lượng. Nhung hươu thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Sử dụng cái nhung hươu này thì cái sức đề kháng của con người nó sẽ tăng lên rất là nhiều, và cái hàm lượng dinh dưỡng của nó thì nó được chứng minh là hàng ngàn năm rồi, chứ không phải là bây giờ mới nói tới. Nó rất là tốt cho sức khỏe, nó đến 26 axit amin, nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể con người. Anh chị nào mà có nhu cầu mua nhung hươu tươi hoặc là mua con giống thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người, hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Trang trại là sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Cả hai cái số điện thoại thì mình nhắc lại đều có sử dụng Zalo mọi người nhé.
mọi người cứ add Zalo là trang trại tư vấn chi tiết hơn. Đấy. Thì video trang trại làm đến đây thôi. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm của trang trại hơn. Hoặc đừng quên là hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang chào trại cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người gặp những nhìn video tiếp theo. Trang trại nhé, mình đăng của bạn tất cả các loại hướng.